Rất nhiều người coi mình như không tồn tại. Nè Shiraishi, cậu còn định mờ nhạt như vậy đến bao giờ nữa? Ngay cả vậy, chỉ có mỗi Kubo để ý đến mình. Chào buổi sáng Shiraishi. Tớ không phải kẻ địch, mà là những anh hùng của cậu. Đón xem, Kubo sẽ không để tôi vô hình trên kênh Animax.